Xin chào, đây là www.modul.space. Mình là Khang. Đây là kênh dành cho những ai yêu thích kiến trúc, đang có ý định làm nhà hoặc tìm hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật đầu tiên của con người. Khác với cách tiếp cận hình ảnh thông thường, trong 5 phút của chương trình, Modul.space sẽ giúp bạn nhìn lại các vấn đề, các thói quen sử dụng mà bạn đã quen thuộc. Và biết đâu, bạn sẽ có một câu trả lời cho riêng mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trong bài này thì mình nói về 6 bước thiết kế để giúp giảm cái chi phí xây dựng của ngôi nhà. Đầu tiên thì mình nói về cái định nghĩa về nhà kiên cố và thời gian sử dụng. Thì nhà kiên cố đối với mình nó là một cái nhà được sử dụng hợp lý trong nhiều năm, qua nhiều thế hệ và với nhiều cái mục đích khác nhau. Chứ không phải cái vật liệu làm nên cái một ngôi nhà kiên cố. Vì hầu hết các vật liệu xây dựng có tuổi thọ cao hơn rất là nhiều so với cái mục đích sử dụng ban đầu của cái ngôi nhà. Cho nên là một cái thiết kế định hình tốt cái tương lai của cái ngôi nhà hoặc là cái không gian hoặc là cái công trình, nó sẽ tạo ra một cái công trình mình gọi là kiên cố. Có một cái công trình ở Nhật làm bằng giấy, đó là một cái nhà thờ bằng giấy. Các bạn có thể Google cái công trình này. Thì đối với mình đây là một cái công trình kiên cố. Cái thứ hai là một công trình rẻ, là một công trình có chi phí đầu tư trên cái số năm sử dụng hiệu quả nó thấp, chứ không phải là một công trình có giá trị thấp. Do vậy là cái việc tính toán vật tư vật liệu sử dụng cần phải đồng bộ. Ví dụ như bạn tính một cái công trình này là 30 năm thì những cái vật tư nó phải đồng bộ, là 30 năm thì nó phải cần bảo trì. Cái thứ ba là cái độ bền vật liệu và cái cách mà chúng ta thiết kế chúng. Ví dụ như là PVC là ống nhựa thường có độ bền từ 20 tới 30 năm, trong khi bê tông có cái độ bền lý tưởng lên tới 100 năm. Dĩ nhiên là bê tông vẫn có thể bị hư hại do điều kiện thời tiết, điều kiện môi trường vân vân. Vì cái độ chênh lệch của tuổi thọ vật liệu, cho nên nếu bạn làm một cái ống nước PVC mà âm trong bê tông trong tường thì 20 năm sau, 30 năm sau bạn phải bảo trì, phải tháo dỡ và thay mới. Một cái điểm nhỏ nữa là thế giới đang đối mặt với lại cái gọi là rác thải bê tông trong năm 2030. Thì cái chi phí mà tháo dỡ bê tông, đập đi xây lại thì cũng sẽ là một cái chi phí mà mình phải tính tới. Cho nên là một cái thiết kế mà có thể dễ dàng bảo trì và tính toán cái vật liệu là một cái thiết kế tốt để giảm cái chi phí. Cái yếu tố thứ tư đó là tối ưu vật liệu thừa. Thì một cái thiết kế tốt sẽ tính toán được là vật tư thừa mình mua nó sẽ là bao nhiêu phần trăm. Thông thường thì những cái thiết kế tại xưởng nó sẽ tiết kiệm hơn là tại công trường, do ảnh hưởng bởi cái yếu tố là con người. Ngoài ra thì khi mà làm ở công trường thì cái thời gian cũng sẽ phát sinh hơn ở xưởng vì nó không có một cái quy trình chuẩn. Cái thứ năm là tối ưu hóa cái không gian sử dụng. Thì thông thường một cái công trình sẽ tính cái suất đầu tư dựa trên mét vuông. Nhưng mà nếu mà ta muốn làm một cái không gian nó tiết kiệm hơn thì đã không nhất thiết phải làm một cái không gian lớn mà ta chỉ cần làm một cái không gian nhỏ. Và những cái không gian còn lại thì cái chi phí đầu tư nó thấp hơn. Cái phòng ngủ bình thường là khoảng 15-20 mét vuông. Nhưng mà khi mình ngủ 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình chỉ cần có 2 mét vuông mà thôi. Thì thực sự cái không gian ngủ chỉ cần 2 mét vuông. Và cái không gian còn lại nó có thể tích hợp trong những không gian khác của ngôi nhà. Cái cuối cùng là cái quan trọng nhất, đó chính là cái dữ liệu thiết kế. Đó là một cái quy trình mà những cái công ty lớn sẽ xây dựng. Nó sẽ luôn chặt chẽ và nó sẽ giảm bớt những cái thời gian, những cái nhân lực, những cái vật tư. Thì đó chính là cái giảm cái mức đầu tư của bạn lại. Vấn đề gì này thế nào? Có làm bạn hứng thú? Hy vọng là chương trình có thể giúp bạn có thêm nhiều kiến thức và các góc nhìn mới mẻ, khả năng phản biện và thích ứng với cuộc sống muốn thay đổi không ngừng. Tụi mình xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn, hoặc là nhắn cho tụi mình ở www.modul.space. Dạo gần đây thì có cái phong trào là bỏ phố về rừng. Thì kỳ tới mình sẽ bàn về câu chuyện là làm thế nào để xây dựng một cái ngôi nhà bỏ phố về rừng nó hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.